Chào mừng quý vị trở lại với chuyên mục xây nhà tiết kiệm chi phí. Có lẽ chúng ta cũng đã biết xây nhà tiết kiệm chi phí có rất là nhiều tiêu chí khác nhau, nhưng mà trong đó có một cái tiêu chí cực kỳ quan trọng, đó là chúng ta phải biết tận dụng tối đa cái nguồn năng lượng của thiên nhiên. Chính vì vậy hôm nay tôi xin mời tất cả quý vị đến với một cái ngôi nhà trong diện tích khoảng chừng là 50m². Thì ngôi nhà này ở một cái chiều ngang khoảng 4m, chiều dài khoảng 12m, được xây dựng là một trệt và ba lầu, được tổ chức giếng trời hai nơi. Một nơi thứ nhất đó là nằm ở giữa cái không gian của nhà, và một cái giếng trời thứ hai đó là không gian của cuối nhà. Và xin mời quý vị theo tôi. Chúng ta có thể thấy rằng như ngôi nhà này, chúng ta đã tổ chức được hai cái giếng trời, và đây là giếng trời của giữa nhà. Chúng ta có thể thấy rằng chủ nhà và cái người thiết kế đã tận dụng tối đa, chứ có thể là mở được cái cửa ra giếng trời và lấy ánh sáng một cách thoải mái vào cái không gian phía sau, đó là một cái phòng ngủ. Và bên cạnh nó có thể là treo được những cái giỏ hoa và rất là nhiều cái màu xanh trong không gian này. Chúng ta thấy rằng ở đây có thể là tổ chức được, và ánh sáng đây nó vừa sáng cho cái cầu thang này, vừa sáng cho cái không gian của một cái phòng phía trước và cái phòng phía sau. Chính vì điều này mà chúng ta thấy rằng không cần phải bật điện mà ánh sáng lúc nào cũng chan hòa trong nhà. Và đây cũng là một trong những tiêu chí tiết kiệm đối với những người chúng ta chuẩn bị xây nhà.